Sau nhiều lần quy hoạch rồi thay đổi quy hoạch, khu vực Bản Màng, phường Quyết Thắng hiện nằm trong phạm vi phân khu 2 đã được xác định trong đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Lai Châu và vùng phụ cận đến năm 2035, đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 581 ngày 20 tháng 5 năm 2020. Theo đồ án quy hoạch chung, điều chỉnh khu đất tại Bản Màng từ đất công cộng và đất nông nghiệp sang đất hỗn hợp với diện tích 2,2 ha để tạo một phần quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội cho thành phố Lai Châu với tổng diện tích khoảng 8 ha. Theo quy định, người dân nằm trong vùng quy hoạch chỉ được cải tạo, sửa chữa nhà xuống cấp, không được thay đổi kết cấu nhà, không được xây mới và khi nhà nước thu hồi đất để triển khai dự án sẽ không được đền bù, hỗ trợ. Về quy định về cấp phép thì đối với những cái nhà xây dựng mới thì không xây dựng được. Đấy. Thì chỉ có cải tạo sửa chữa thì làm sao mình làm để đảm bảo là chống dột có bằng những cái vật liệu nhẹ thôi. Đấy, để mà làm sao sau này khi mà nhà nước thu hồi mà để thực hiện dự án thì làm sao giảm thiểu cái mức độ cái tiền của người dân là ít nhất trong quy định cũng quy định rất rõ rồi là không cấp phép xây dựng mới khi cái vùng đã nằm trong vùng quy hoạch. Thực ra là cũng biết là người dân rất là vất vả. Tuy nhiên thì có những cái nó quy định cứng thì anh em trong góc độ quản lý nhà nước là cũng phải thực hiện theo quy định. Điều này dẫn tới không ít ngôi nhà trong bản được xây dựng 15 tới 20 năm, thậm chí lâu hơn, đã xuống cấp nghiêm trọng, siêu vẹo, ngả nghiêng, xuất hiện khe nứt từ mái nhà xuống tận chân tường như thế này, có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Người dân cũng chỉ biết trông ngóng, bao giờ mới hết quy hoạch. Sinh ra thì lớn lên ở đây thì bố mẹ cũng cho một mảnh đất nho nhỏ thì hiện tại là không có đất ở, là đất nông nghiệp thì cũng không làm được nhà. Bây giờ nhà cũng đã xuống cấp lắm rồi thì mong muốn để làm cái nhà ở cho cuộc sống nó yên tâm hơn. Mong muốn là các cấp triển khai sớm nhất để cho dân yên tâm. Theo tìm hiểu trước đó, ngày 28 tháng 12 năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 1746 về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Lai Châu, nay là thành phố Lai Châu, đến năm 2030. Xong, quy hoạch lại thay đổi theo quyết định số 581 ngày 20 tháng 5 năm 2020 để phù hợp với thành phố là đô thị loại 3. Suốt quãng thời gian dài, các hộ dân nằm trong vùng quy hoạch chỉ biết trông ngóng sự thay đổi của chính sách vì nhà cửa đã hư hỏng, xuống cấp nhưng không thể xây mới. Người dân mong muốn được gỡ vướng để chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở. Tuy nhiên, vướng mắc nhất hiện nay là chưa xác định cụ thể vị trí từng loại chức năng đất, nơi nào là đất ở, khu vực nào được xây dựng, khu vực nào dành cho giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Bởi chưa có quy hoạch phân khu. Đối với các hộ khó khăn về nhà ở như là xuống cấp và có nguy cơ sập đổ thì trước mắt là chúng tôi đã thực công tác tuyên truyền vận động các hộ gia đình khắc phục, chờ sau khi quy hoạch xong của thành phố thì sẽ tiến hành các bước là đăng ký chuyển đổi mục đích đất, hướng dẫn các hộ gia đình hoàn thiện thủ tục để được cấp phép xây dựng theo quy định. Chúng tôi cũng mong muốn là các ủy chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng là đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện sớm nhất, hoàn thiện quy hoạch phân khu 2 để cho bà con nhân dân ở Bản Màng là sớm được chuyển mục đích đất để xây dựng nhà ở. Tại vì hiện tại thì tại khu vực này có khá là nhiều hộ, có một số nhà hộ là đã xuống cấp khá là trầm trọng rồi. Làm việc với phòng quản lý đô thị thành phố, chúng tôi được biết hiện nay Ủy ban Nhân dân thành phố đã tổ chức đấu thầu, lựa chọn được đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch phân khu 2 và dự kiến sẽ hoàn thành phê duyệt đồ án trong năm 2024. Khi đó sẽ tiến hành các bước tiếp theo là lập đồ án quy hoạch chi tiết. Nhưng theo cơ quan chuyên môn, nếu bố trí được nguồn vốn thì cũng phải mất thêm thời gian là khoảng 1 năm. Do nguồn lực hạn hẹp nên việc triển khai các quy hoạch của thành phố đang chậm tiến độ. Ý tưởng người dân thì cũng cứ muốn là nhanh, nhưng mà nhanh thì đối với quy hoạch thì không thể làm ngày mốt ngày hai mà xong được. Nó còn phải qua các cái khâu, các bước nữa. Bây giờ cái quan trọng nhất là vẫn là nguồn lực
để dành cho quy hoạch. Đấy, lại còn tổ chức lập quy hoạch chi tiết nữa. Đấy, thì quan trọng nhất là nguồn lực. Thì hiện nay cái nguồn lực của thành phố rất hạn hẹp. Việc xây dựng đồ án quy hoạch phân khu 2 được lãnh đạo thành phố yêu cầu phải hoàn tất chậm nhất vào cuối năm 2024. Để từ đó mới có cơ sở lập quy hoạch chi tiết và cấp giấy phép xây dựng. Như vậy, các hộ dân ở bản Màng thuộc diện vướng quy hoạch đất hỗn hợp phải tiếp tục chờ thêm một thời gian dài nữa mới có thể được hưởng quyền lợi chính đáng của mình. Trong khi chờ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, hoàn thành đồ án quy hoạch phân khu 2, quy hoạch chi tiết, Ủy ban Nhân dân thành phố Lai Châu cần tăng cường tuyên truyền để người dân nắm bắt được chủ trương, đồng thời xem xét, nghiên cứu có chính sách đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân về đất ở, xây dựng và đời sống trong khu vực quy hoạch.